Chương 835. Trận tập kích ban đêm. Màn đêm buông xuống, đoàn xe của Cổ gia lại là hạ trại. Hiện giờ bọn họ đã vào sâu ở trong Huyền Linh Đảo, dấu vết của loài yêu thú trong rừng nguyên sinh càng ngày nhiều hơn, vì thế mà tầng phòng ngự cũng là càng thăng cấp. Không chỉ có hộ vệ tuần tra liên tục mà xung quanh doanh địa cũng là đặt sẵn bẫy đề phòng đánh lén. Lâm Động tính toán trên xe ngựa, mắt nhìn trung tâm doanh địa, nơi đó tập trung các đệ tử Cổ gia xem ra rất náo nhiệt, nhưng hắn không hề có ý lại gần, bởi vì hắn cảm nhận được sự lạnh lùng của bọn họ. Bọn họ với mình, thường thế cũng lành được 5-6 phần, sinh khí trong Huyền Nguyên Đan đúng là rất có ích cho ta. Nếu có thêm, hiển nhiên hồi phục nhanh hơn, thậm chí có thể xung kích cảnh giới cựu nguyên niết bàn. Lâm Động siết tay lại, vô lực trong người biến mất, từng đợt năng lượng bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn không thể trở lại trạng thái tốt nhất. Thương thế lần này quả thực quá nặng, nếu không phải nhờ có thiên long khí dung nhập vào thân thể, có lẽ hắn hiện giờ đã nửa tàn phế, muốn hồi phục cũng là mất nhiều thời gian. Huyền Nguyên Đan à? Lâm Động lắc đầu bất lực. Có mấy trăm viên Huyền Nguyên Đan lấy từ chỗ Cổ Nhã đã dùng hết, chưa nói tới việc Cổ Nhã còn hay không, nhưng mà hiện nhiên hắn không thể nào mở miệng xít nạn được. Vì thế hắn làm như thế cảm thấy rất quá đáng. Không có Huyền Nguyên Đan, Lâm Động đành phải dựa vào khả năng tự hồi phục bản thân, dần dần điều dưỡng. Lâm Động đại ca, thanh âm Cổ Nhã vang từ bên cạnh. Sau đó Lâm Động thấy tiểu cô lương đang từ tới miếng thịt, gương mặt thanh tú ửng hồng thật đáng yêu. Lâm Động khẽ mỉm cười với Cổ Nhã, nụ cười ôn hòa đó chưa bao giờ thấy hắn cười với bất kể đệ tử Cổ gia nào. Rõ ràng hắn cũng rất có thiện cảm với nàng thiếu nữ tốt bụng thuần khiết này. Tiểu Nhã, đêm này muội đừng cách xa ta quá. Lâm Động cắn một miếng thịt, hai mắt nhau lại nhìn về sâu trong rừng khẽ nói, hừ. Cổ Nhã khựng người nhìn Lâm Động tỏ vẻ không hiểu. Nghe theo lời ta là được. Lâm Động khẽ cười không nói gì thêm. Bọn người Ngụy gia ban sáng rõ ràng không phải loại hiền lành. Hơn nữa hắc y nhân phía sau lưng Ngụy Tùng khiến cho Lâm Động có cảm giác kỳ lạ. Nếu bọn chúng ra tay với Cổ gia thì chắc chắn rất phiền phức. Lâm Động chẳng có tâm trạng quan tâm bảo vệ sống chết người khác của Cổ gia, nhưng với nhà đầu Cổ Nhã này hắn phải hết lòng bảo vệ. Vâng. Cổ Nhã ngoan ngoãn gật đầu, vốn dĩ bản tính rụt rè, nàng ta dường như không dám hỏi Lâm Động lý do. Lâm Động xoa xoa đầu của nàng thiếu nữ, ánh mắt có chút bồi hồi. Tuổi tác Cổ Nhã cũng tương đương với Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn, chỉ không biết hiện giờ bọn họ thế nào. Ánh trăng bằng bạc bao trùm doanh địa, mấy chục hộ vệ Cổ gia cảnh sát nhìn bốn phía xung quanh. Cả doanh địa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có mấy cái tiếng lộn lép bép từ tiếng lửa vang lên. Lâm Động miệng ngậm một chiếc lá khô, tựa lưng vào thân cây, mặt bình thản, chỉ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về cỗ xe ngựa có nàng thiếu nữ đang ngủ yên lành kia. Rào. Sự yên tĩnh kéo dài khá lâu. Đột nhiên từ sâu trong rừng có tiếng thú dữ gầm rú. Lâm Động lập tức mở mắt ra, khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên là tới rồi. Vừa dứt lời, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó Lâm Động cảm ứng được từ sâu trong rừng có một cái mùi tanh nồng tràn tới. Vô số cặp mắt thú đỏ ngầu hiện lên. Yêu thú tập kích. Hộ vệ Cổ gia nhanh chóng nhận ra biến cố, sắc mặt kịch biến, tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh. Rào. Lúc này vừa xuất cảnh mang theo mùi máu tanh, xé tan màn đêm, nhảy ra khỏi khu rừng. Năng lượng hùng sát cuồn cuộn, xé tan thể mấy người hộ vệ Cổ gia thành từng mảnh. Xoạt xoạt. Vô số thân ảnh nhanh chóng phóng khỏi lều, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi nhìn bầy yêu thú tràn tới. Đáng chết, lại là đám mà nhàm giác thú. Sắc mặt Cổ Yên lạnh như băng nhìn đám yêu thú. Người đen tuyển như là làm từ sắt thép. Bọn yêu thú này vô cùng cường hãn, khi trưởng thành có thể sánh ngang cường giả thất nguyên, thậm chí là bát nguyên niết bàn. Hiện giờ bọn chúng trào ra với số lượng lớn thế này thì phản ứng khó khăn vô cùng. Sao lũ mà nhàm giác thú lại đột kích chúng ta? Chúng ta đâu có gây hấn với chúng. Có người không hiểu được gầm lên. Nói yêu thú này tuy khó đối phó, nhưng chỉ cần không động vào bọn chúng trước, bọn chúng cũng không tấn công. Hiện giờ bọn chúng lại tấn công vào lúc lửa đêm thế này. Cổ Yên kẽ cho mày, cảm thấy nghi hoặc nhưng lúc này không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, vội vẫy tay bố trận. Đệ tử Cổ gia lập tức tụ họp với nhau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, kiếm quang lấp lánh chém hết mấy cái con yêu thú chui vào trong doanh địa. Trận chiến lập tức bùng nổ, mùi máu tanh lồng nhanh chóng lan tỏa khắp doanh địa. Vẻ mặt Lâm Động bình thản nhìn doanh địa hỗn loạn, vẫn là tính nặng dựa vào gốc cây không ý định động thủ. Gào. Trong bóng tối, một đầu nhàm mà xác thú bỗng nhảy ra tới chỗ xe ngựa của Cổ Nhã. Lúc này nàng ta cũng tỉnh, thấy một đầu cự thú chạy lực dã nào tới, sắc mặt trắng bệch nhưng lập tức vận chuyển nguyên lực định chặn nó lại. Vút,
Thế nhưng mà đầu nhà mà giác thú sắp xông tới chỗ của nàng, một đạo kim quang lóe lên, xuyên thủng qua đầu yêu thú. Máu tươi nóng hổi bắn ra, cả người nó rơi quỵ xuống đất. Kim quang xuyên qua đầu con yêu thú rồi mất. Còn trên ngón tay Lâm Động xuất hiện một cái quầng kim sắc lóe lên những cái tia sắc lạnh. Đám yêu thú này, Lâm Động nhíu mày nhìn con yêu thú bị giết. Khi xuyên thủng đầu yêu thú, hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng bí ẩn. Hắn định thăm dò thì nó đã biến mất. Lâm Động đại ca, sắc mặt Cổ Nhã trắng bệch, chạy tới lấp cạnh Lâm Động, ánh mắt kinh hoàng nhìn về xoanh địa, gào gào. Khi Cổ Nhã chạy tới, hơn chục đầu yêu thú cũng vây lấy bọn họ, trong đôi mắt đỏ ngầu của bọn họ ánh lên vẻ hung tàn. Soạt, Lâm Động bỗng thấy một vài thân ảnh xông ra từ khu rừng, sau đó cầm đại đao xông về doanh địa chém giết. Lâm Động nhìn những bóng người đó, cặp mày nhăn tít lại. Ký tức những người này tuy rất hung hăng, nhưng đôi mắt mờ mịt, cảm giác như bị ai đó khống chế. Đúng là năng lượng thực thú vị, có thể khống chế được ý thức của người và yêu thú. Lâm Động nhìn chục đầu yêu thú đang xông tới, lẩm bẩm một tiếng, ngoảnh người sang cười với Cổ Nhã. Nhắm mắt lại đi. Cổ Nhã nhìn Lâm Động lưỡng lự một chút, cũng là nghiến răng nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, nụ cười trên mặt Lâm Động biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng. Vòng sáng kim sắc có hoa văn cự long hiện ra, xoay tròn trong bàn tay của hắn. Sau đó hắn búng một cái tia kim quang mạnh mẽ bắn ra. Kim quang bay ra, từng đóa huyết hoa lở tung, đám yêu thú hùng hằng trở nên yếu ớt trước long nguyên luân. Vụt, kim quang xuyên qua cổ họng của nhân ảnh, biến mất trong lòng bàn tay Lâm Động chỉ trong mười mấy giây, không còn sót lại. Lâm Động tiến lên dừng một chiếc thi thể, lần mò lấy ra túi cạn khôn. Ồ, 600 viên huyền nguyên đan. Lâm Động dùng tinh thần lực quét qua, khóe miệng nhếch lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong rừng. Có vô số thân ảnh kẽ nói, huyền nguyên đan dâng tận nơi, đâu thể dễ dàng lãng phí. Tiểu Nhã, ở lại doanh địa. Khi nghe thấy câu nói ấy, Cổ Nhã vội mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng lưng Lâm Động chạy vào rừng. Chương 836, Tiền Phủ Sư. Lâm Động chạy xuyên qua khu rừng, ánh mắt không ngừng quét về bốn phía, cảm nhận được khu rừng rậm rạp này ẩn tàng không ít khí tức, xem ra kẻ đứng đằng sau cũng có bản lãnh không nhỏ. Vút, Lâm Động bỗng khựng người lại, một vài thân ảnh bay vút ra từ bóng tối, công kích mạnh mẽ bốc ập tới. Đối diện công kích đó, sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, xoay người một cái, long nguyên luân biến thành một cái đạo kim quang bay ra. Xoẹt xoẹt, kim quang bay ra, âm thanh trầm đục vang lên, long nguyên luân được ngưng tụ từ nguyên thần lực. Mức độ mạnh mẽ của nó đã đạt tới mức kinh người. Kim quang lướt qua, mười mấy hắc ảnh đổ cục, tiếng kêu thảm thiết không kịp vang lên. Lâm Động đáp xuống, vùng tay áo thu túi cản khôn của bọn chúng, cúi người ấn ngón tay lên trán một cái thi thể, lúc sau lại thu về, ánh mắt hiện kinh ngạc, hình như là tinh thần lực. Lợi hại thật, có thể dùng tinh thần lực khống chế nhiều người như vậy. Nơi này không hổ là loạn ma hải. Lâm Động ngẩng đầu lên tóm một cái trong khoảng không trước mặt, khẽ cười, ta muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể làm được tới mức này. Dứt lời, hắn nhanh chóng tiến sâu vào rừng sậm. Trên đường đi, Lâm Động lại gặp không ít người bị khống chế, nhưng thực lực những kẻ này không quá mạnh, đều chỉ là ngũ lục nguyên niết bàn, đương nhiên không có sức uy hiếp lớn với Lâm Động. Cộng với việc bọn chúng đều đã bị loại bỏ tâm trí giống như người chết một nửa, Lâm Động không nương tay, gặp kẻ nào là long nguyên luân trừ khử kẻ đó, thu hết nguyên đàn của bọn họ cho vào túi. Khi Lâm Động dần thâm nhập sâu hơn thì tông tích của hắn cũng bị kẻ trong bóng tối phát giác. Hắn cảm thấy có một ngày một nhiều nhân ảnh và yêu thú tấn công mình hơn. Bị phát hiện rồi sao? Đương nhiên Lâm Động cảm nhận được áp lực không ngừng tăng lên, khẽ cười lạnh, búng tay một phát, lòng người lần bùng phát kim quang, tám vòng ánh sáng sắc lạnh bay ra vùn vút. Tám vòng ánh sáng hình thành một cái tấm lưới ánh sáng, mang theo thành thế có thể chặt đứt mọi thứ bay tới. Những thứ đó đi qua đến đâu, máu tươi bay tung tóe tới đó. Lâm Động bay qua, vòng ánh sáng bắn ngược về trở thành hình tròn dưới chân, mỗi chân điểm nhẹ, thân thể lao vút như là cánh chim đại bàng bay khỏi khu rừng rậm. Nhưng mà khi sắp rời khỏi khu rừng thì thanh quang trên người hắn bỗng cuộn trào che đi dung mạo quán. Lâm Động bay ra khỏi rừng, đáp xuống một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi phía trước. Lúc này trên đỉnh núi có một người mặc hắc y tĩnh tọa, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Động bay ra khỏi rừng, nhìn hắc y nhân đó, lông mày nhướng lên, kia chính là vị đứng sau lưng Ngụy Tùng mà hắn nhìn thấy sáng nay. Can thiệp vào chuyện người khác, người muốn chết. Hắc y nhân lạnh như băng nhìn Lâm Động, ánh mắt lên sát ý, không thấy hắn có bất cứ động tác gì. Nhưng mà không khí bỗng nhìn có tiếng gió rít chói tai, một luồng sức mạnh lập tức ập tới Lâm Động. Quả nhiên là tinh thần lực.
Cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc, Lâm Động cười một cái, thanh quang bùng phát quanh người, tiếng long ngâm vang lên. Tung một long quyển đánh tan đạo tinh thần lực lao tới kia. Quỳnh quỳnh, đại địa xung quanh là rung lên dữ dội. Vô số ngọn núi hàng trăm trượng nổi lên, rồi là ập tới Lâm Động như là vũ bão. Rầm rầm rầm. Lâm Động lơ lửng trên không trung, thanh quang hùng hồn trào dâng từ cơ thể. Hai cánh tay biến thành long thủ rồi tung quyển đánh tan những ngọn núi kia. Sức lực không tầm thường. Hắc Y Nhân nhìn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một luồng tinh thần lực cuộn cuộn trào ra, biến thành con mắt kỳ dị hàng chục trượng trên khoảng không trước mặt. Nhiếp hồn nhãn đoạt hồn, con mắt kia khẽ chớp, một cái đạo dị quang bắn ra bao trùm lấy Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm ngộ, thần trí bắt đầu mơ hồ. Thật tà môn. Nhưng mà sự mơ hồ chỉ kéo dài trong chốc lát, hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, điểm một ngón tay ra, long nguyên luân xé tàn không gian bắn thẳng phía Hắc Y Nhân. Nguyên thần khí. Hắc Y Nhân thấy long nguyên luân bay tới, ánh mắt thay đổi, rõ ràng hắn biết sự lợi hại của nó, nhất thời siết tay lại, tinh thần lực hùng hồn biến thành một cái tấm lá chắn phía trước mặt, bàn tay vung lên, tấm lá chắn đánh bay oanh kích lên đạo kim quang. Rầm, âm thanh trầm đục vang lên, kim quang mà long nguyên luân biến thành đã bị hắn bắn ngược trở lại lơ lửng trước mặt Lâm Động. Hừm. Ánh mắt Hắc Y Nhân lạnh như băng, bỗng đứng dậy, tinh thần lực dồi dào trào dâng, thậm chí phía sau còn có thể hình thành nên cái vòi rồng khổng lồ khiến cho không gian trở nên méo mó. Tinh thần lực thật mạnh. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, tinh thần lực của Hắc Y Nhân này rõ ràng mạnh mẽ, ít nhất thì khi so sánh tinh thần lực Lâm Động cũng phải tự thấy không bằng. Không ngờ đây gặp được một tiên phù sư. Lâm Động nhìn Hắc Y Nhân lẩm bẩm, hắn cảm nhận được sự lợi hại của người đó, áp lực như có như không, thậm chí đạt đến mức độ như là của nguyên thương. Rõ ràng tinh thần lực Hắc Y Nhân này đã vượt tới mức tiên phù sư. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Nếu đã như vậy, ta sẽ luyện hóa ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân ngửa đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hắn tái nhợt nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng. Lâm Động nhíu mày, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Hiện giờ hắn còn mang thương thế, nếu liều mạng với kẻ lại chắc có rắc rối. Thế nhưng khi Lâm Động đang nghĩ cách ứng phó, bỗng nhiên có âm thanh rất nặng nhỏ vang lên. Hắc Y Nhân nghe thấy, tinh thần lực quanh người lập tức thu lại, nhìn Lâm Động một cái nhanh chóng bay mất. Tiểu tử, coi như người may mắn, lần sau gặp lại ta nhất định luyện hóa người thành nhân khôi. Hắc Y Nhân đi xa, nhưng mà tiếng nói lạnh lùng vang lên như quỷ, khiến cho người ta cũng phải lạnh tóc gáy. Lâm Động không đuổi theo, thành quả người hắn nhanh chóng thu về, cặp mày nhíu lại, nghĩ bụng không hổ là loạn ma hải, vừa mới tới đã gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy. Mà theo hắn phán đoán thì Hắc Y Nhân kia thuộc cảnh giới tiên phù sư tiểu thành, thực lực không hề thuộc kém cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu giao đấu, Lâm Động cũng không sợ. Hắn đã muốn chạy thì kẻ kia cũng ngăn không được, nhưng đánh bại Hắc Y Nhân đó chắc chắn là phải hồi phục tương thế đã. Dường như hắn là người của Ngụy gia, mục tiêu bọn chúng là sinh sinh huyền linh quả, có lẽ sớm muộn cũng phải đụng độ. Lâm Động quay người đi vào rừng, xem ra việc hồi phục thương thế là nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Trong doanh địa, mùi máu tanh dần lan tràn, sự hỗn loạn đã được dẹp yên, thi thể người và xác yêu thú chất thành đống. Người của cổ gia đã chống lại được tập kích của yêu thú, tuy có thương vong nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hỗn loạn đã qua, giờ là đang dọn dẹp quanh trận địa. Ở một cái doanh trại, một vài cổ gia đang túm tụm nhìn vài cái xác ma nhàm thú. Ở đầu bọn chúng có một cái vết máu lồi bật hiện rõ, một chiêu là chết. Cổ Yên lật xác yêu thú khẽ nói, thủ đoạn rất dứt khoát. Đám đệ tử cổ nhã nghe vậy, sắc mặt đều là hiện lên kinh ngạc. Bọn họ hiểu rõ sức phòng ngự của ma nhàm xác thú, dù bọn họ có toàn lực công kích cũng chỉ là để lại vết thương trên người bọn chúng. Muốn một chiêu giết chết có lẽ chỉ có Cổ Yên làm được, nhưng rõ ràng đám yêu thú này không phải Cổ Yên giết. Cổ nhã, đây là ai làm? Cổ Yên nhìn sang nàng thiếu nữ bên cạnh hỏi. Muội không biết, vừa rồi Lâm Động đại ca bảo muội nhắm mắt lại. Cổ nhã cũng không hiểu, thành thật nói. Nàng ta nhất thời không liên hệ được thủ đoạn dứt khoát kia của Lâm Động, dù sao Lâm Động hiện tại cũng không thể tu luyện mới đúng. Lâm Động. Cổ Yên kinh ngạc, Cổ Anh bên cạnh sắc mặt thay đổi nói. Cổ nhã, muội đừng có nói bừa, hắn là đồ bỏ. Câu nói sau chưa nói hết, bởi vì bọn họ nhìn thấy một nhân ảnh chậm chậm bước ra từ trong rừng. Sau khi nhìn bọn họ với ánh mắt bình thản, vẻ mặt Lâm Động tĩnh lặng như nước giếng. Nhưng khi Lâm Động tiến lại gần thì Cổ Yên hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cổ Anh thì luốt lại lời trong bụng, không biết vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt của lạnh lùng của Lâm Động, lòng ta lại trào dâng hàn khí. Chương 837 Thủ lao. Lâm Động bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy ngay đám đại tử cổ gia túm tụm gần đó, liếc mắt nhìn thi thể đám yêu thú đang bị bọn họ vây quanh, lòng nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sắc mặt không đổi,
bước chân chuyển hướng khác. Lâm Động, Cố Yên Thế Thế vội lên tiếng, có việc gì không? Lâm Động nhìn nàng, ngữ khí bình thản khiến trong lòng đám đệ tử Cố Gia nhất thời ngứa ngáy khó chịu, nhưng bọn họ nghĩ hắn có thể là một nhân vật vô cùng lợi hại nên đành nhẫn nhịn. Đám yêu thú này là do ngươi giết. Cố Yên không để tâm tới thái độ của Lâm Động, ngón tay chỉ vào đám xác yêu thú, ánh mắt nhìn hắn với vẻ lạ lùng hỏi. Lâm Động không khẳng định cũng chả phủ định, hừ, rốt cuộc có phải hắn làm hay không thử là biết. Rõ ràng Cổ Anh khó chịu với thái độ của Lâm Động, hừ lạnh một tiếng bước chân ra, hai ngón tay cong lại, một đạo kinh phong bắn thẳng ngực Lâm Động. Cổ Anh ra tay đột ngột, ngay cả Cổ Yên không kịp phản ứng, muốn ngăn lại cũng không kịp rồi. Phút chỉ phong mạnh mẽ của Cổ Anh nhanh chóng bắn tới ngực Lâm Động, nhưng nơi nào đó như là làm bằng thép tinh luyện, một chiêu của Cổ Anh không hề khiến Lâm Động suy chuyển chút nào. Nhục thể thật cường hãn, sắc mặt Cổ Anh biến đổi. Ngay sau đó nàng thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Động, lòng khẽ biến, cả người định nhảy lên lùi về sau. Thế nhưng ngay lúc đó Lâm Động xuất hiện trước mặt nàng như quỷ mị, bàn tay thò ra nhanh như chớp tóm lấy cổ nàng, có thể giết chết Cổ Anh bất cứ lúc nào. Lâm Động, những người xung quanh giật mình vì hành động bất ngờ của Lâm Động. Cổ Yên vội nói, đừng có kích động, Cổ Anh chỉ lỗ mãng chứ không có ý xấu. Ánh mắt Lâm Động u ám nhìn Cổ Anh tràn đầy sợ hãi, mắt hắn hiện lên sát ý khiến cho Cổ Anh tái mặt. Vẻ đẹp của Cổ Anh bình thường khiến cho không ít nam nhân điên đảo, nhưng trong mắt Lâm Động lúc này chẳng khác mấy cái xác yêu thú kia. Làng không hoài nghi Lâm Động lúc lại đang muốn giết mình. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã bên cạnh cũng sợ hãi, sắc mặt bỗng trở nên lạnh như băng với Lâm Động. Mấy ngày nay trước mặt nàng, Lâm Động rất hiền hòa, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy hắn hùng hãn tới vậy. Nghe được tiếng gọi của Cổ Nhã, vẻ lạnh lùng trong mắt của Lâm Động thu lại một ít, trừng mắt nhìn Cổ Anh rồi hất tay nói, lần sau thiếu giáo dưỡng như vậy, ta không ngại cho các người thiếu một đệ tử đâu. Cổ Anh được một vài đệ tử đón lấy, chiếc cổ trắng ngần tím lại, rõ ràng Lâm Động không chút thương hoa tiếc ngọc nào. Làng nhìn Lâm Động đầy vẻ sợ hãi, rõ ràng đã bị hắn dọa tới chết khiếp, vì làng rõ ràng cảm nhận được sát ý từ hắn. Người quả nhiên không phải là người tầm thường. Cố Yên nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy phức tạp, thường thế như vậy người bình thường căn bản không thể hồi phục. Kẻ ra tay với các người là một tiên phù sư, có lẽ là người của Ngụy gia. Lâm Động nhìn Cố Yên nói, tiên phù sư. Không chỉ Cố Yên, vẻ mặt nhất thời thay đổi, mà những đệ tử Cổ Gia xung quanh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiên phù sư tương đương với cường giả sinh nguyên cảnh, đối với bọn họ khá lợi hại. Sao ngươi biết? Cố Yên nhíu mày hỏi. Vừa giao đấu với hắn xong, Lâm Động bình thản nói, mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn, hắn có thể thoát thân an toàn từ tay tiên phù sư. Các người có lẽ không tranh giành được với Ngụy gia đâu, ta cảm thấy vẫn nên rời khỏi Huyền Linh đạo càng sớm càng tốt, Lâm Động nói. Hắn không hề có ý đả kích, chỉ là thực lực đám đệ tử Cổ Gia ở đây mạnh nhất chính là Cổ Yên, nhưng cũng chỉ gần tới sinh huyền cảnh, còn Ngụy gia ngay cả đến Ngụy tổng cũng đạt tới mức đó, huống hồ có chi thêm một cái tiên phù sư. Sinh huyền linh quả rất hiếm có, bọn ta không muốn từ bỏ nó. Cố Yên nhíu mày lắc đầu. Lâm Động nghe vậy nhún vai không nói gì thêm, dù sao hắn cũng không bận tâm tới sự sống chết của đệ tử Cổ gia, bọn họ muốn làm gì thì làm. Như vậy Lâm Động đi thẳng đến sinh ngựa. Cố Yên nhìn theo bóng lưng Lâm Động do dự một chút nói, vậy bọn ta có thể nhờ ngươi giúp không? Tuy lúc này nàng không biết rõ thực lực Lâm Động, nhưng từ sự biểu hiện của hắn đêm nay có thể thấy thực lực của hắn không thua kém bọn họ. Nếu nhờ được hắn, hiển nhiên thực lực bọn họ tăng không ít. Tại sao ta phải giúp ngươi? Lâm Động dừng lại nhìn người Cổ Yên với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cổ Yên khựng người, đám đệ tử Cổ Gia nổi giận, bọn ta cứu ngươi, ngươi giúp bọn ta là chuyện đương nhiên. Đầu tiên ta phải nhắc nhở các ngươi là Tiểu Nhã cứu ta, không phải các ngươi, Lâm Động bình thản nói. Tuy hắn ở đây mấy ngày nhưng không hề nhận được sự chăm sóc của người khác, vì thế hắn chẳng có gánh nặng gì khi nói như vậy. Ta sẽ hoàn toàn phụ trách sự an toàn của Tiểu Nhã, còn những người khác tự lo cho chính mình đi, ta không rảnh rỗi phân tâm. Sắc mặt Cổ Yên có chút khó coi, nhưng sau khi nghĩ lại thấy dường như là đúng, bọn họ không hề chăm sóc gì hắn, hắn cũng không muốn giúp là chuyện dễ hiểu. Đám đệ tử Cổ Gia nhìn nhau, vẻ mặt thiếu hẳn tự nhiên. Đương nhiên bọn họ biết rõ sự lạnh lùng của mình đối với Lâm Động trong những ngày qua. Không khí trong doanh địa bỗng trở nên đặc quánh lại. Sự xuất hiện của tiên phù sư khiến đệ tử Cổ Gia không ít áp lực. Nếu như không nghĩ ra cách đối phó, chỉ sợ động thủ, bọn họ sẽ là người chịu thiệt không ít. Cố Yên dừng như là khá đau đầu vì thái độ của Lâm Động. Nghĩ một chút nàng nhìn sang Cổ Nhã, dường như ở đây Lâm Động chỉ thân thiện với mình Cổ Nhã mà thôi. Cổ Nhã thấy Cổ Yên nhìn mình, chỉ là rụt rè lắc đầu. Nếu như Lâm Động không muốn thì nàng cũng không dám nói gì. Cổ Yên thấy vậy càng là vô cùng bất lực. Đúng lúc này Lâm Động quay lại nói, muốn ta giúp không phải là không được. Hợp. Nghe thế vậy mấy người Cổ Yên thoát tim lại vội nhìn Lâm Động. Nhưng mà ta cần tù lao, cứ coi như các người thuê ta giúp đi, Lâm Động bình thản nói.
thù nào thế nào? Cổ Yên khựng người một chút, cẩn thận hỏi. 1 vạn viên huyền nguyên đan. Trên mặt Lâm Động dường như lở lụ cười nhạt nói, người thật quá đáng. 1 vạn viên huyền nguyên đan, sao người không đi cướp đi? Đám đệ tử cổ ra xung quanh nhất thời bỏ mặt, ai ai cũng vẫn nộ quát lớn. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Lâm Động quá mức tham lam. So với sinh sinh huyền linh quả, 1 vạn viên huyền nguyên đan có là gì? Hơn nữa, nếu như ta ra tay động thủ, có lẽ các người sẽ tổn thất hết mất một nửa nhân số. Lẽ nào các người nghĩ rằng mạng mình không đáng 1 vạn huyền nguyên đan sao? Lâm Động cười nhạt nói. Đám đệ tử cổ xa lập tức nghẹn lời, vẻ mặt đầy vẻ hậm hực nhìn sang Cổ Yên. Cổ Yên khẽ nhíu mày lưỡng lự một chút mới nói, người chắc chắn sự giúp đỡ của mình đáng ra đó sao? Ít nhất ta chặn được tên tiên phù sư đó, người chắc được mấy phần? Cổ Yên truy hỏi. Sau khi thương thể của ta hoàn toàn khôi phục, có 6 phần chắc chắn giết chết hắn. Lâm Động cười nhạt nói, tuy tiên phù sư có tinh thần lực rất mạnh, thủ đoạn công kích quỷ dị khó đoán, mức độ khó đối phó hơn hẳn các cường giả sinh huyền cảnh tiểu thanh bình thường, nhưng loại đó đối với Lâm Động có thôn phệ tổ phù mà nói thì lại là dễ đối phó. Chỉ cần hồi phục thực lực, Lâm Động tin chắc mình giết được hắn. Lời của Lâm Động khiến tất cả phải ồ lên kinh hãi, ngay cả Cổ Yên nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Giết chết tiên phù sư, bản lĩnh đó ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành không làm gì được, Lâm Động này có thể sao? Được, nếu người thực sự làm được thì ta sẽ đưa người 1 vạn viên huyền nguyên đan làm tù nào. Sau đó một lúc thần thái biến đổi, cuối cùng Cổ Yên cắn môi nói. Nghe vậy Lâm Động cười nhạt, tay đưa ra, đưa tiền trước.